ổng là số 1 luôn. Nhìn em ăn là biết rồi. Nhìn đói cả tuần để ăn đúng không? Dám đâu. Không dám đâu, không dám đâu cái gì. Ủa? Ủa? Sĩ? Trời, lâu quá không gặp. Đúng rồi, lâu quá mới gặp. Ông cũng ăn ở đây nữa hả? Đúng rồi. Xin giới thiệu với ông, đây là Hân, vợ sắp cưới của tôi. À. Anh nói gì kỳ quá vậy? Không đúng hả? Dạ chào anh, em là Ngọc Hân. Ờ, còn anh là Tiến Sĩ. Ủa, cô gái kia là ai vậy? Ờ, đây là Diễm My, bạn gái của tôi đó. Dạ, chào em. Chào anh. Chào chị. Hai người cũng đi ăn hả? Ờ. Vui ngồi ăn chung đi vui. Ok. My, em còn đi học hả? Em học trường nào vậy? Dạ, em học trường Đại học Nhân Văn. Trường Nhân Văn? Vậy là chung trường với Hân rồi. À, dạ. Những cô gái đẹp như em học trường Nhân Văn nha, chắc là nổi tiếng đó đúng không? Em học ngành gì vậy? Thật ra trường của em là... Anh nghĩ là cái sắc đẹp của em á là làm người nổi tiếng chứ không phải là đi học nữa, đúng không? Thật ra em học trường Đại học Dân Văn chứ không phải Nhân Văn. Gì? Trường Dân Văn hả? À, trường đó chắc nằm ở trung tâm Sài Gòn hả em? Thật ra trường của em ở xa trung tâm lắm anh, ở ngoại ô lận. À. Sao vậy? Mọi người nói chuyện gì vậy? À, không có gì đâu. Ê sĩ, hình như tôi nghe ông nói là ông tính học thêm chuyên ngành mới à? Đúng rồi, tuần sau đăng ký nè. Cũng được. Ê, ê, nghe cái bài nhạc nè, tự nhiên tôi nhớ ngày xưa ghê luôn á. Lúc tôi với ông mới vô trường á, tôi hay đọc cuốn sách Rừng Na Uy của Murakami Haruki á. Cái đó chỉ có mình ông mê chứ ai mê. Thì hồi đó, mới vô trường còn nhiều hoài bão. Hân, em có thích cuốn sách Rừng Na Uy không? Em thấy cũng bình thường mà. Cũng bình thường hả? My, còn em thì sao? Em cũng thích chút chút. Thích chút chút thôi hả? À, hình như em cũng thích anh đi qua hồ phải không? Là ai vậy? Là người vẽ nên chiếc áo của em đó. Áo này á hả? Anh, cái này là Marilyn Monroe mà. Anh không biết Marilyn Monroe hả? Không phải. Ý của anh muốn nói á, là Andy Warhol là người vẽ lên bức tranh Marilyn Monroe in trên cái áo của em đó. Ê. Hả? Ông này, tự nhiên quan tâm tới áo cổ chi vậy? Nè. Hả? Ngày mai á là giáo sư Phát có buổi tọa đàm tại Bình Dương, ông đi coi không? Thôi, chứ không đi đâu. Em ăn đi. Ăn đi em. Tôi nhổ nước miếng mà đừng có ăn ké nha. Ai là thầy văn của bà? Ủa Mai, bà đọc cuốn Rừng Na Uy bao giờ chưa? Rừng Na Uy là sách hả? Nhưng tôi có thích đọc sách bao giờ đâu. Chị, bà có biết Andy Warhol là ai không? Andy Warhol hả? Hình như tôi có nghe á, nhưng mà không nhớ nữa. Trời ơi, xã hội này mà ai cũng giống như bà thì tốt biết mấy. Anh Quốc ơi. Quốc, nói nghe nè. Anh có biết Andy Warhol là ai không? À, ông ấy là họa sĩ đó. Đúng rồi, là một người họa sĩ rất là nổi tiếng á. Ê, nghe nè, cái này là Marilyn Monroe của Andy Warhol vẽ đó. Vậy hả? Ừ, nổi tiếng lắm á. Anh Julian biết thì không nói gì. Hay cả người như anh Quốc mà cũng biết nữa hả? Ủa sao tự nhiên anh biết cái con bé Mỹ nhục vậy? Rừng Na Uy không á thì cũng đâu ảnh hưởng tới chuyện yêu đương đâu. Nhưng mà có đọc còn hơn không chứ. Không thôi thì đi chung tôi cảm thấy mắc cỡ lắm. Trời đất ơi, bồ có đọc sách thường xuyên đâu mà sợ mắc cỡ. Thì cũng đúng. Nhưng mà thôi cứ đọc vẫn hơn. Cứ xem như cái chuyện đọc sách đó như là mình đi học thêm thôi. Có gì đâu. Vậy ha. Bye bye bà.
Diễm My. Ủa chị Hân, ủa sao chị đi có mình vậy? Anh Duy đâu? Anh Duy kêu mình chịu phỏng vấn nên chị ngồi đây chờ, lát nữa về chung luôn. À, hay chị qua ngồi chung với em không cho vui? Trùng hợp ghê á, chị cũng đang có chuyện định tập game nè. Hả? Chị cũng từng học trường văn văn nè. Dạ. Chị với em cùng trường đó. Ủa vậy hả chị? Anh Duy cũng không biết chị học trường văn văn đâu, vì mới năm nhất là chị đã đi du học rồi. À. Em cũng đọc cuốn sách này nữa hả? Dạ em mới đọc à. Em đọc để em hiểu biết thêm á chị. Mệt mỏi không? Sao mệt mỏi chị? Em phải quen một bác sĩ đó. Ừ, thật ra cũng không có mệt mỏi lắm. Nhưng mà đôi lúc em thấy nhiều khi anh nói chuyện hơi cao siêu, hơi khó hiểu một chút đó chị. Mấy tai bác sĩ thường nói chuyện nghề nghiệp, mấy chuyện gì cao siêu không mà. Em đừng có để ý, đừng có quan tâm gì nhiều hết. Dạ, nhưng mà đôi lúc nói chuyện gì mà em không hiểu á, em thấy hơi khó chịu chút xíu. Bởi vậy em đừng nói gì hết là tốt nhất. Mỗi lần mà chị nghe mấy chuyện đó là chị giả bộ buồn ngủ mà. Chị giả bộ buồn ngủ hả? Ờ, nếu trong trường hợp mà họ vẫn cố tình nói cho em nghe thì cách tốt nhất em cứ ngủ luôn cho chị. Cách đó rất là hiệu quả, em cứ tin chị đi. Dạ hả, em cảm ơn chị. Ờ, quán cà na gần trường còn không em? Cà na? À, cái quán bar gần trường đó hả chị? Ờ, em có hay tới đó không? Em biết nhưng mà chưa bao giờ em vô đó hết đó. À, em nghĩ chắc không thay đổi gì nhiều đâu chị. Tự nhiên nhắc tới nó, chị muốn đi quá à. Ngày xưa mà chị còn đi học á, thời gian chị ngồi trong lớp học còn ít hơn ngồi trong ba đó đó. Ui, là chị là học sinh cá biệt rồi. À, em xin lỗi chị. Không có sao đâu, chị là như vậy mà. Sao nữa chị, sao nữa? Thậm chí chị còn leo lên mấy một quán bar chị nhảy nữa đó em. Ông chủ quán bar còn tặng cho chị mấy cái phiếu uống rượu miễn phí đó đó. Vậy hả chị? Trời ơi, chị đúng dân chơi luôn á. À, anh Duy phỏng vấn xong rồi, chị đi trước nha Mi. À, dạ, chị đi trước đi. Bữa nay á, nói chuyện với chị vui ghê á. Chầu này để em đãi nha. Cảm ơn em nha. Dạ, bye bye chị. À, mà chuyện hôm nay nhớ bí mật đó nha. Chị yên tâm đi, mấy cái chuyện này bí mật mày không nói ai nghe đâu. Bye bye chị. Mấy mốt kêu sớm đi, kêu gấp gấp, em không có chuẩn bị kịp gì hết à. Anh biết rồi, anh xin lỗi được chưa? Mà bộ ngày hôm nay á, em gặp nhiều người lắm hả? Ừ. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì hả? Em rửa mặt chưa? Em rửa mặt rồi, mấy cái chuyện này em kỹ lắm á. Gấp cỡ nào em cũng làm xong xuôi hết em mới dám đi ra đường. Nhưng mà em rửa mặt thiệt chưa? Em rửa rồi. Cục gàng chà bá trên mặt kìa. Đó. Đây, đi đây nè. Đây. Nhìn cho kỹ nha. Ấy. Rồi, đi lẹ. Sợ vậy, sợ. Nè, giờ này béo phì lắm rồi đó. Ăn tinh bột nhiều lắm rồi nha. Ăn tôm đi. Ê, dậy. Ủa, tới sớm vậy? À. Chào Hằng. Nè, em ăn gì? Để anh lấy cho. Ăn hết. Dạo này hay đi chung với anh lắm hả Mi? Dạ. Sĩ. Bộ công khai rồi hả? Ê, tôi ghen tị quá. Nè. Nghỉ ăn. Đàn ông không có được ghen ăn tức ở kiểu đó, hiểu không? Ông có tôi rồi, đừng có buồn. Có tôi chăm sóc rồi nha. Dạ, con nghe nè ngoại. Ờ, con ra ngoài với bạn gái con chút xíu rồi. Dạ, dạ không có nhậu đâu. Ngoại yên tâm, dạ dạ, dạ đi chơi thôi. Duy. Ủa. Ê, lâu rồi anh em mình mới tụ họp đông đủ vậy á. Tí đi cà phê ha. Tạp chí Khoa tuần này có một bài viết rất là hay, mọi người đọc chưa? Có phải bài viết về ung thư thực quản đúng không? Bài viết đó hay lắm hả? À, phân tích về nguyên nhân gây ra ung thư thực quản, đáng đọc lắm đó. À, tôi có đọc một bài viết của giáo sư Mark. Bài viết có viết về cách trị bệnh truyền thống rất là hay á, mọi người nên đọc. Kính thưa quý vị, cho MC hỏi một câu là quý vị đã ăn uống no say rồi có đúng không ạ? Như vậy xin mời tất cả chúng ta cùng bước vào phần tiếp theo của buổi tiệc ngày hôm nay với chương trình
so tài biểu diễn. Chỉ một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình so tài biểu diễn cùng với những phần quà vô cùng hấp dẫn và rất giá trị. Nhà anh, hay là mình tham gia đi. Anh ơi, có phần thưởng hấp dẫn nữa kìa. Thôi mà, giờ mình ra ngoài chuẩn bị. Tình ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi có được không ạ? Anh, mình đi luôn nha. Anh làm không được đâu. Phần thưởng hấp dẫn không sao em chị. Nhưng mà Đi nhanh lên. Nó còn mình thì sao? Không lẽ ngồi đây? Đó chỉ cần làm đơn giản vậy thôi à, dễ lắm nha, đi thay đồ á. Lan khoan khoan, mình tham gia thiệt hả em? Tham gia thiệt mà, anh biết tính em rồi đó, mấy cái vụ này là em máu lửa nhưng dữ mà lắm. Anh làm không được đâu. Anh làm được, không sao hết, dễ lắm nha, đi thay đồ, làm được. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng làm những gì sư phụ nói. Yeah. À, nhưng mà nè. Gì đó? Anh làm có được không? Được, anh làm được, tự tin lên nha. Được nhưng mà anh như vậy nè, nói diễn vậy này chưa? Nè nha, phải cố gắng lên nha. Cái cặp đó là không có đơn giản rồi đó. Ngày xưa chị Hân Ngọc xin cá biệt đó nha. Hả? Không có gì, đi thay đồ. Nè. Đôi nào sẽ được giải thưởng cao nhất của ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, đây là một vấn đề vô cùng hóc búa. Và sau khi cầm cân nảy mực thì ban tổ chức chúng tôi đã quyết định trao phần thưởng cao nhất về cho cặp đôi. Dạ. À, cặp đôi cũng từ từ. Anh Tiến Sĩ và chị Diễm My. Cuốn sách này ông nói hay á, nói về đề tài gì á? À, nói về đề tài các kích thích tố đó. Ồ, tôi cũng thích đề tài lắm á. Thấy đề tài đó cũng hay, ông đọc thử đi. Ờ, rồi, em đưa đọc nha. Chào cả nhà. Nomi. Bây giờ là mấy giờ mà còn đánh răng nữa hả? Tới khuya sẽ đặt hàng online nữa chứ vậy. Ủa? Nhưng nay em có kỳ thi gì phải không? Sao chưa đi nữa? Ừ? Nó có kỳ thi gì đâu. Ủa? Mà bây giờ là mấy giờ? À, chết em rồi. Thôi, đừng có buồn nữa. Em thì lại được mà. Em mà buồn nhìn đi, trời cũng đổ lệ kìa, thấy không? Thôi đi, sao mà không buồn, không rầu được. Lúc nãy em tới là người ta đi về hết trơn rồi. Đã vậy á, nhìn ai cũng chăm chỉ hết. Con mình em mà lơ tơ mơ. Lơ tơ mơ đâu lơ tơ mơ. Anh thấy em cũng chăm mà. Em mà chăm hả? Có chứ. Em chăm ăn nè, chăm uống, chăm mua sắm. Còn gì nữa ta? Chăm dắt hai đứa đi dạo đó. Thôi nha, giờ mà anh còn giỡn nữa. Anh giỡn mà. Em không có tâm trạng đâu. Giỡn cho em vui thôi. Không vui gì hết đó. Alo. Dạ đúng rồi, tôi là Diễm My. Ai vậy? Bà Mai nữa đúng không? Đừng có giỡn ngay nha. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ sao ạ?
thiệt hả chị? Dạ không có gì, không có gì, không có gì. Anh ơi, em có gì mà ơi. Anh yêu dấu hình, em có gì mà. Có gì hả? Nghe thêm cái nữa chăm nhây nữa nói vậy chúc mừng em nha. Trời ơi có gì đâu mà mọi người tự nhiên bày vẽ quá vậy. Ngày đầu đi làm suôn sẻ nè con. Dạ hôm nay ngày đầu đi làm á phải cố gắng làm thật tốt nha. Cố lên Diễm My chính sao, cố lên hết sức nha My ơi, hết sức luôn My à. Em phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn nhà này, không phải ở thuê nữa nha My. Cố nha. Dạ, dạ mà có liệu. Lần này em phải quyết tâm cố gắng lên kiếm thật là nhiều tiền. Cố lên. Mấy ba cả nhà đi làm đây, cảm ơn cả nhà. Mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi có đúng không? Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Tại sao chúng tôi chọn các bạn? Đừng nghĩ rằng mình thông minh hay giỏi giang. Ở đây không có ai thông minh hết. Các bạn là những người đã từng đi xin việc ở hàng trăm công ty rồi, nhưng cuối cùng thì sao? Đều bị rớt hết. Tôi nói vậy để cho các bạn hiểu rằng hiện tại các bạn đang ở đâu. Bởi vì các bạn không còn đường lựa chọn nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn. Tôi muốn các bạn phải phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa. Các bạn có hiểu không? Dạ hiểu. Các bạn có thấy đống sách trên kia không? Chỉ tiêu cho mọi người mỗi tháng phải bán được 300 cuốn. Tôi không cần biết các bạn dùng phương pháp hay thủ đoạn gì, miễn sao mỗi tháng bán được 300 cuốn là được. Các bạn hiểu chưa? Anh ơi, em được nhận vào vị trí phát triển giáo trình tiếng Anh mà. Tôi hiểu, nhưng ở đây mọi người đều là mới vào công ty hết. Vì vậy nên phải bắt đầu từ vị trí bán hàng. Còn anh cảm thấy không thích hợp công việc này thì cửa đằng kia. Công nhận em nói đâu ngon thiệt luôn á. Ăn từ từ thôi, không chừng mất ngẹn đó. Nè, uống miếng nước đi. Ủa? Tay em bị sao vậy? Tay bị sao vậy? Có gì đâu. Em bị té hả? Đúng như té rồi đó. Chắc vô quẹt chỗ nào hay sao không nhớ. Đó thấy đau rồi đó, nên không biết luôn á. Vậy mà không đau hả? Ừ. Thôi được, ngồi đây đi. Để anh xuống mua bông băng, anh băng lại cho. Ừ. Gì vậy? Ngồi lên đi, em đâu cần đâu. Ngồi rửa em ra trong nhà. Em rửa tay cái thứ hết hả? Như vậy sao được? Sao thế á? Đó thấy đau rồi đó là được rồi. Đó thấy chưa? Ăn từ từ thôi, ngẹn hết. Mà bữa nay đó phải để anh ba em ăn rồi. Ngày mai đó em phải đợi thêm một bữa nha. Ngày mai anh bận trực rồi. Sao lúc nào anh tính đợi anh ăn anh cũng bận trực hết trơn vậy? Vậy thôi bữa sau nha. Không được. Bữa sau phải để em đợi anh ăn đó nha. Đổi giờ trực để đi ăn với em nè. Sao anh gọi mà em không bắt máy vậy? Anh ở trước công ty của em chưa làm xong hả? Hình như là mọi người đã quá coi thường công ty mà coi thường công việc này có đúng không? Bây giờ ai được gọi tên thì bước lên. Khánh Hoàng, Thúy Hồng, Diễm My. Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả? Trong một tuần lễ mà bán được có 10 cuốn sách là sao vậy? Chỉ cần bán đều cho mọi người hàng xóm bà con là đã được 50 cuốn rồi. Mấy người bị sao vậy? Bị thần kinh hết rồi hả? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, các người không có trí tuệ nhưng vẫn được nhận vào làm là nhờ tôi.
Nhờ tôi các người mới được vào làm. Cảm thấy làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Thôi bây giờ tôi không nói nhiều nữa. Tôi muốn thử sức chịu đựng của mấy người. Bắt đầu hết đất. Bắt đầu. Cố gắng. Cố gắng. Nó to lên. Cố gắng. Vì công ty. Vì công ty. Tôi muốn nghe to hơn nữa. Cố gắng. Cố gắng vì công ty. Cố gắng vì công ty. Vì công ty. Đây là ai vậy? Theo anh đi về. Quang ạ. Theo anh đi về. Anh đi là ai vậy? Chị á. Quang á. Anh buông em ra. Anh làm cái gì vậy? Anh buông em ra. Anh là cái gì mà anh lo em đi vậy? Anh là bạn trai của em được chưa? Một thằng đàn ông khi nhìn thấy bạn gái của mình bị hành hạ như vậy, em hiểu chịu nổi hay không hả? Em nói sao? Em nói em giận hớt cho nên em bị thương vậy đó hả? Em chấp nhận làm việc của công ty rác rưởi vậy hả? Rác rưởi thì sao? Em làm trong một công ty rác rưởi thì sao? Thì có công ty rác rưởi như vậy mới chịu nhận em thôi. Em nộp đơn vô hàng trăm công ty rồi, không có công ty nào chịu nhận em hết. Nhưng không có nghĩa về hậu quyền hành hạ em hiểu không? Em cũng xấu hổ lắm, em cũng tủi thân lắm. Nhưng mà người giỏi giang như anh làm sao hiểu được cảm giác một người như em được công ty chấp nhận vô làm là đáng trân trọng như thế nào. Nhưng mà họ đối xử. Anh nhìn em đi. Bây giờ em còn làm được cái gì nữa không? Đây là hiện thực của em. Đây là tất cả những cái gì mà bằng cấp em mang lại cho em. Em không có còn con đường nào để lựa chọn nữa hết. Anh làm vậy là anh đã cướp đi cơ hội cuối cùng của em, anh biết không? Anh đi đi. Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả? Chỉ tiêu cho mọi người mỗi tháng phải bán được 300 cuốn. Chỉ cần bán đều cho hàng xóm thôi là cũng đã được 50 cuốn rồi. Mấy người bị thần kinh hả? Hay nói là em thiếu kiên nhẫn, cho nên lần này á em cố gắng bám trụ thiệt là lâu, cho dù có bị ăn hiếp hay là nhục nhã cỡ nào em cũng không lên tiếng, em cũng không có dám than thở với ai hết. Em hy vọng á, em nếu em cố gắng á thì em sẽ chứng minh được cho mọi người thấy là em đã thay đổi, rồi từ từ á, mọi chuyện á, sẽ dần ổn. Em muốn á, mọi người thấy em khác, em muốn được nở mặt nở mày, mọi người không có coi thường em nữa. Em chỉ muốn con vậy thôi ạ.